Sông Nhật xin chào các bác nhé. Em lên sóng phục vụ cả nhà mình con máy đời rất là cao này, TME9. Hình thức con máy thì bên em về đã spa cho nó rất là đẹp rồi. Cái chiều cao của cái máy này, nó là 60 đấy các bạn, rất phù hợp để cho các cái bếp chung cư nhé. Chiều cao 60 phân thôi, hai cánh mở dồn xuống dưới. Đấy, nó giảm cái chiều cao đi. Đấy, các bạn thấy nước nóng bỏng luôn nhé. Đấy. Chiều cao 60 phân. Các tính năng rửa với nước nóng 80 độ C này. Đấy, rửa tiêu chuẩn, thời gian sấy, hẹn giờ, bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa. Hình thức khá là đẹp. Nó làm đẹp hết rồi. Sản xuất năm 2013. TME9 đời cao. Nội thất bên trong sạch đẹp nhé. Ba tay phun hay để bột rửa. Các này bằng inox hết, rất là bền. Để đĩa này, đũa, úp cốc hay là ba lô tô thì tùy các bác. Máy rửa bát Nhật có cái ưu điểm là rất là bền, linh kiện sẵn, vì là về hàng bãi rất là nhiều các linh kiện thôi nhé, về vỡ hỏng thì rất là nhiều đồ, gần như các bác mua đồ gì cũng có. Riêng về tuổi thọ nó dám khẳng định là chắc chắn là bền hơn các cái dòng máy châu Âu. Về Việt Nam đa số là chỉ vệ sinh được, kể là từ các linh kiện cái gì cũng có được phục vụ các bác hết nhé, bảo hành 1 năm cho các bác luôn, bảo hành 1 năm không phải nghĩ ngợi gì về chất lượng cả. Con máy giá thành rất là vừa phải, là con này em bán là 5 triệu nhé, giá chưa có biến áp. Biến áp các bác mua thì 500.000, chưa phí vận chuyển, vận chuyển đi toàn quốc nó vào khoảng 150.000 thôi, phí vận chuyển khoảng 150.